Rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra trận đấu cực kỳ đáng mong chờ giữa Italia và đội tuyển Croatia thuộc lượt thi đấu thứ 3 giai đoạn vòng bảng Euro 2024. Với việc chỉ có đội đầu bảng Tây Ban Nha là đã chắc suất đi tiếp với 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, cộng với việc Armani dường như không phải là đối thủ của La Roja trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Thế nên cuộc đụng độ giữa Italia và Croatia càng trở nên căng thẳng, dù đang có 3 điểm so với chỉ 1 của Croatia. Thế nhưng nếu đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti gục ngã trước đội tuyển áo Caro thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ khó khăn với nhà đương kim vô địch của giải đấu. Cả hai đội tuyển đều đang chiến đấu cho tương lai tại Euro 2024 lần này của họ, trong một cuộc chiến sinh tử để phân định kết cục của bảng B. Đội tuyển Italia sẽ bước vào trận đấu này với đôi chút lợi thế khi có phong độ cao hơn với 2 bàn thắng ghi được và để lọt lưới 1 bàn thắng trong trận ra quân gặp đội tuyển Albania. Đội tuyển Italia sẽ bước vào trận đấu này với đôi chút lợi thế khi có phong độ cao hơn với 2 bàn thắng ghi được và để lọt lưới 2 bàn, một trong trận ra quân gặp đội tuyển Albania và một trong trận đấu gặp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Croatia lại rơi vào tình thế bấp bênh hơn khi ghi được 2 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 5 bàn, khiến họ có hiệu số bàn thắng bại là -3. Dẫu vậy, đội tuyển Italia cũng không được đánh giá cao hơn đối thủ phía bên kia là bao. Nguyên nhân của điều đó, bên cạnh màn trình diễn kém thuyết phục của Azzurri trong cả hai lượt trận trước Albania và nhất là Tây Ban Nha, thì sức mạnh của Italia cũng không còn được áp đảo như kỳ Euro 3 năm về trước. Nhắc lại một chút về lượt trận thứ hai giữa Italia và đội tuyển Tây Ban Nha. Trận đấu đó Azzurri đã trình diễn một bộ mặt không mấy khả quan khi liên tục bị đối thủ dồn ép. Hàng thủ chất lượng của đội tuyển áo Thiên Thanh đã giúp họ đứng vững, qua đó đã gây ra không ít khó dễ cho La Roja. Chỉ có bàn thắng phản lưới nhà của trung vệ Calafiori mới giúp Tây Ban Nha giành 3 điểm. Sau trận đấu đó, đội trưởng của Italia Gianluigi Donnarumma thừa nhận rằng họ đã mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu đó. Chúng tôi đã phạm sai lầm trong những đường truyền đơn giản và không thể hiện được chất lượng cần thiết. Khi bạn mắc nhiều lỗi như vậy, bạn sẽ bị trừng phạt, thủ môn người Italia chia sẻ với Sky Sport Italia. Trận đấu diễn ra tại Gelsenkirchen đã không theo kịch bản mà huấn luyện viên Luciano Spalletti mong muốn. Ông đã hy vọng đội của mình sẽ nắm thế chủ động, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tây Ban Nha đã kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu, buộc Italia phải chơi phòng ngự trong nhiều thời điểm. Mặc dù thất bại, Donnarumma vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội đi tiếp của Italia. Anh nhấn mạnh, số phận của Italia vẫn nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không được coi đây là một thảm họa hoàn toàn. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trước Croatia, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được. Trong khi đó, tiền vệ Lorenzo Pellegrini lại thừa nhận trên trang chủ UEFA khi được phỏng vấn. Rõ ràng bầu không khí của toàn đội lúc này không giống như sau trận đấu với Albania. Mặc dù chỉ cần duy nhất một điểm trước Croatia là đội tuyển Italia sẽ đi tiếp, thế nhưng Pellegrini lại cảnh báo đồng đội không nên chơi vì một kết quả hòa trong trận đấu đó. Hoàn toàn không, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát hoàn toàn trận đấu đó và giành chiến thắng. Croatia là một đội tuyển mạnh, họ có những cầu thủ rất đáng kinh ngạc. Họ đã khởi đầu giải đấu không tốt với thất bại trước Tây Ban Nha, nhưng sau đó đã tạo ra cơ hội và cầm bóng nhiều hơn. Đây là một đội tuyển chất lượng, chúng tôi sẽ cố gắng để chiếm thế chủ động. Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Croatia ngỡ như sẽ bước vào giải đấu lần này với vị thế và sức mạnh đáng gờm, nhất là sau khi họ đã thắng đầy thuyết phục trước đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận giao hữu trước thềm ngày khai mạc giải đấu chỉ vài ngày. Thế nhưng ngay trận mở màn bảng B, Luka Modric cùng các đồng đội đã thất thủ 0-3 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Sau đó cũng phải rất vất vả để giữ lại một điểm trước đội tuyển được đánh giá yếu hơn là Albania. Sau trận đấu đó, khi trả lời phỏng vấn tờ Football Italia, đội trưởng Luka Modric cũng đặt ngay mục tiêu của mình cùng các đồng đội trong trận đấu cuối với Italia. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải đánh bại Italia và chúng tôi chỉ có thể đi tiếp nếu chơi như trận đấu với Albania trong hiệp 2. Sẽ rất khó khăn khi đối đầu với Italia, họ là một đội được tổ chức tốt với một huấn luyện viên xuất sắc. Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết rằng trận đấu cuối cùng sẽ mang tính quyết định. Có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy, ngay cả khi chúng tôi đánh bại Albania. Chúng tôi sẽ chơi mà không hề biết sợ hãi. Nếu thi đấu đúng thực lực, chúng tôi có thể tự tin đối mặt với bất cứ đối thủ nào. Về mặt tình hình lực lượng, đội tuyển Croatia đã chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ Nikola Vlasic thuộc biên chế câu lạc bộ Torino đã dính chấn thương và sẽ không thể ra sân trong trận đấu quyết định này. Thậm chí, đội hình của đội tuyển Áo Caro còn có thể sẽ có một vài điều chỉnh sau hai trận đấu đầu tiên không đạt đúng kỳ vọng. Về phía Italia, huấn luyện viên Luciano Spalletti đang có sẵn một đội hình hoàn chỉnh và không có sự thiếu vắng đáng chú ý nào. Nhiều khả năng vị thủy trưởng này sẽ có những thay đổi sau màn trình diễn tệ hại trước đội tuyển Tây Ban Nha cách đây vài ngày. Trung phong Gianluca Scamacca rất dễ có thể bị thay thế bởi Matteo Retegi. Chỉ gần giờ bóng lăn mới biết được liệu huấn luyện viên Spalletti có gạt Jorginho và Federico Chiesa khỏi đội hình xuất phát hay không. Sau đây là đội hình dự kiến của cả hai đội trong trận đấu quyết định này. Italia với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 sẽ ra sân với bộ tứ vệ Damian, Bastoni, Calafiori và Di Marco. Bastoni đang là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống của huấn luyện viên Spalletti. Trung vệ của Inter Milan đang chơi rất hay, thậm chí đã ghi bàn trong trận ra quân với đội tuyển Albania. Còn với Calafiori, sai lầm của anh trong trận đấu với Tây Ban Nha cũng chưa đủ để cầu thủ này bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Đơn giản là bởi Calafiori và Bastoni đang hợp thành tấm lá chắn vô cùng vững chãi. Bộ đôi tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ gọi tên Nicolò Barella và Jorginho. Chơi ngay phía trên là Chiesa, Fratesi và Zaccagni. Cả ba sẽ hỗ trợ nhiệm vụ ghi bàn cho trung phong cắm Matteo Retegi.
Việc tiền đạo này được sử dụng để thay thế cho Gianluca Scamacca là điều hoàn toàn có thể hiểu được khi cầu thủ này đã không thể nổ súng trong hai trận đấu vừa qua của đội nhà. Huấn luyện viên Zlatko Dalic đã thực hiện 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát ở trận thua Tây Ban Nha và trận hòa Albany. Ivan Perisic được xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, với Josko Vardion đá trung vệ và Marin Pongracic ngồi dự bị. Josip Jurarovic thay thế Josip Stanisic ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Bruno Petkovic đá chính thay thế Ante Budimir. Nhưng Budimir đã vào sân từ băng ghế dự bị và để lại một pha kiến tạo vào lưới Albany. Vì vậy có thể cầu thủ này sẽ có cơ hội trở lại đội hình xuất phát trước Italia. Hàng thủ Croatia dẫu chẳng thể hiện được sự an tâm khi đã thủng lưới 5 bàn, nhưng đó có lẽ là tất cả những con người tốt nhất mà đội tuyển này đang sở hữu trong tay. Một điều nữa càng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti phải thật cẩn trọng trước đối thủ của mình vào rạng sáng ngày mai, chính là thành tích đối đầu. Thật ngạc nhiên, Croatia lại là đội tuyển hiếm hoi khiến cho Italia phải chịu những kết quả nghèo nàn trong lịch sử của mình. Trong tổng cộng tất thảy 9 lần mà cả hai đội tuyển gặp nhau, Azzurri chỉ thắng đúng một lần. Thế nhưng nó đã xảy ra từ tận năm 1942. Còn lại chuỗi ngày buồn của đội tuyển áo thiên thanh trước Croatia với thành tích thua 3 và hòa 5. Lần gần nhất mà cả hai đội gặp nhau đã cách đây 9 năm tại vòng loại Euro 2016. Ở trận đấu đó, Italia đã cầm hòa Croatia một đều trên sân nhà và cũng hòa với tỷ số tương tự trên sân khách. Và trong đội hình của đoàn quân huấn luyện viên Dalic vẫn còn có những cái tên như Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric hay Luka Modric là vẫn còn trong thành phần đội tuyển Croatia tham dự Euro lần này. Bên cạnh đó, trong hai lần gặp nhau ở vòng chung kết các giải đấu lớn, Italia đều không thắng được Croatia. Đầu tiên, họ thua ngược 1-2 tại World Cup 2002, sau đó hòa 1 đều ở vòng bảng Euro 2012. Còn tại vòng loại Euro 1996, điều tương tự cũng xảy ra khi Azzurri thua Croatia 1-2 trên sân nhà và hòa 1 đều trên sân khách. Đây có thể được coi là một thông tin không mấy vui vẻ với các cổ động viên của đội tuyển Italia, khi họ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn để không nhận một kết quả bất lợi trước quyết tâm giành chiến thắng của Luka Modric và các đồng đội. Trước trận đấu, cựu danh thủ của đội tuyển Italia Antonio Cassano đã chia sẻ nhận định của mình trong trận đấu này: "Chắc chắn sẽ rất vất vả cho chúng ta trước Croatia. Đây là đối thủ rất mạnh và luôn chơi tuyệt hay mỗi khi đụng độ Italia. Tôi tin rằng huấn luyện viên Spalletti sẽ biết cách giúp Italia vượt qua thử thách này." Nhận định của chuyên trang Sportmo về cặp đấu này cho biết Croatia chắc chắn sẽ lọt vào vòng 16 đội nếu đánh bại Ý và Albania không thể làm khó Tây Ban Nha. Trách nhiệm của Croatia là phải ra sân và tấn công một đội tuyển Italia mỏng manh. Rất có thể Azzurri sẽ tập trung vào việc giảm áp lực và sau đó tấn công vào giờ nghỉ. Dẫu vậy, không bên nào tự hào về khả năng dứt điểm của mình. Vì vậy, một trận hòa với tỷ số thấp có thể là kết quả cuối cùng. Cùng với đó, Sportmo cũng đưa ra dự đoán của mình về kết quả của trận cầu này là một đều chung cuộc. Tóm lại, đây chính là trận cầu tâm điểm của bảng B vào rạng sáng ngày mai, nơi tất cả những cổ động viên của đội tuyển Italia đều sẽ rất hồi hộp để theo dõi. Liệu Italia sẽ gục ngã trước Croatia, qua đó có khả năng trở thành cựu vương, hay họ sẽ thức tỉnh để thể hiện bản lĩnh của ông lớn và giành lấy tấm vé đi tiếp?